Phần này sẽ nói về thông số layer 2, thì là layer 2 chính là cao độ của mỗi lớp pin. Hình này sẽ mô tả được ý nghĩa của layer 2. Thì mình thấy đây, layer 2 thì là cao độ, là cái độ dày của mỗi lớp pin ở đây. Thì ở đây là mình có ba cái hình là được set ở là các cái lớp pin khác nhau. Thì hình đầu là 0.08 và hình thứ ba là 0.2. Thì rõ ràng mình thấy là ở khi mình set ở 0.08 thì số lớp pin của nó bây giờ là nhiều hơn rất nhiều, thì đồng nghĩa với việc là mỗi pin sẽ chi tiết hơn, nhưng đổi lại cái thời gian in của nó sẽ tăng lên rất nhiều so với việc mình set 0.2. Để là thực tế hơn thì mình có thể quan sát cái mẫu in của mình. Đây, mình xem ở chế độ layer, mình đây mình thấy đây chính là layer 2, đây là cao độ của lớp này là tại mình set là 0.2, thì cái bề dày cái này chính là 0.2. bây giờ mình thử chuyển về là 0.08 thì xem, đây là thời gian là lên là đến 7 giờ 23 phút, trong khi đó là nếu mà để ở 0.2 thì là thời gian sẽ là chỉ có 3 giờ 2 phút thôi. Thì mình thấy là đây cái ý nghĩa mình sẽ thông số layer 2 này mà ở cả cái kích thước khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian in. Đồng thời thì khi in thực tế ra thì chất lượng in của là layer 2 mà càng lớn thì chất lượng sẽ không được nét bằng so với layer 2 khi mà set nhỏ. Một lưu ý khi set layer 2 thì maximum của kích thước layer 2 chỉ được 0.2 và minimum chỉ được 0.08. thì công ty mình thường hay set là 0.08, 0.12 hoặc 0.2. Thực ra thì trong thực tế có thể là set không về à, lý thuyết có thể set là về 0.04 hoặc là lên 0.24, nhưng mà khi mà set như vậy thì cái khả năng là lỗi là 50-50, nên ổn định nhất set ở min là 0.08 và max là 0.2. một kinh nghiệm khi thực tế đó là đối với những cái vật mà tròn xoay vậy, hoặc là đại khái là khi đầu phun di chuyển theo là quỹ đạo tròn đều, thì mình nên set layer 2 nhỏ thôi, vì là sẽ đảm bảo là cái bề mặt của nó sẽ không bị gần giống vậy. Thì đây là một là kinh nghiệm thực tế. Còn cái đối với mẫu này cũng là một lỗi do set là lớn hơn 0.2, thì thành ra là sẽ dẫn đến bị thất lớp, thì độ bám dính giữa các lớp in sẽ không còn cao nữa, nhưng về sẽ dẫn đến lỗi. Thì trên đây là các điều lưu ý về là thông số layer 2.